Trời. Ôi, cái kim nhỏ hơn là coi sổ qua không? Dạ qua. Dạ Bùi Hồ với lại anh Phúc xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay được sự giới thiệu của anh Phúc, Bùi Hồ tìm đến hoàn cảnh của một cái cô thì bị khuyết tật, là bị khiếm thị mù từ nhỏ, nên mọi sinh hoạt của cô rất là khó khăn. Nhưng điều đặc biệt ở đây á, cô có thể có những cái năng lực mà người khiếm thị khác không có hả anh Phúc hả? Đúng rồi, không có. Anh có thể giới thiệu em được không? Nói ra đây là chỉ mù hồi nhỏ, nhưng mà giờ á đi bà hái rau bán rau được nè, giá đồ nè, rồi chặt củi, rồi hình như là cho heo cho gà dịch ăn là cũng như người bình thường. Ồ, là từ nhỏ luôn hay là mới đây? Từ nhỏ luôn. Ồ, cô năm nay bao nhiêu em? Năm mấy tuổi rồi. Để biết được cái điều đặc biệt đó thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng theo chân anh Phúc cũng như là Bùi Hồ để vào trong. Hay là chị có cái biệt tài là mai rồi làm mọi thứ mà không thấy được mà làm được những chuyện. Dạ chào cô nha. Dạ chào. Ủa đang may hả? Dạ đang may. Ủa cô đang may gì đó? Dạ đang may cái đồ đập đá. Ôi. Rồi cái miếng vải này là ai cắt cô hả? Dạ tự cắt. Cô thì năm nay là bao nhiêu rồi? Dạ nay năm 55 tuổi rồi. Dạ 55. Cô có gia đình không? Dạ có gia đình. Dạ là mình có mấy người con hay cô ha? Có đứa cháu à. Dạ. Này nó được 13 tuổi rồi. Dạ. Là hiện nay là cô với ông xã của mình với lại con là ba người. Dạ. Thì ông xã cô là làm nghề gì? Ông đi làm mướn gì đó. À, ông xã thì sáng mắt hả cô hả? Sáng mắt hơn mà cũng hơi khờ. Cô là bẩm sinh là từ nhỏ, từ lúc mới sanh ra luôn vậy luôn hay sao? Dạ, sanh ra rồi thì cũng bệnh đó. Dạ. Ô, cô làm là sọ kim hay quá. Rồi ví dụ như hết thì cô thấy đường cô sọ không? Dạ được. Ờ gần hết rồi kìa, để con đợi cô mai hết cái đoạn này cả. Cũng tình cờ là anh em đi lại thì cô đang sỏ nè, cô đang may nè. Ngoài cái may ra thì cô làm được những cái công việc gì nữa không cô hả? Dạ được, cơm nước nhà cửa rồi cũng được rồi. Ồ, nấu cơm được luôn? Dạ được. Chẻ củi được luôn hả cô hả? Dạ được luôn. Tuy là mắt của cô không thấy đường nhưng mà tâm của cô sáng. Dạ. Con nghe giới thiệu là cô có thể biết được tiền luôn hả? Dạ cũng biết được chút đỉnh. Trời. Ôi, cái kim nhỏ hơn là coi sổ qua không? Dạ qua. Kim nhỏ. Kim nào sổ qua được á. Cái cộng dây gân này là còn qua mà đúng không? Dạ. Trời ơi. Cô có thể lấy cho con, cô sổ cho con coi cộng cây kim nhỏ được không? Nhưng mà cộng chỉ thì cái kim này được. Cộng chỉ á. Cộng chỉ em đi. Cộng chỉ với cây kim nhỏ. Kim nhỏ hơn phải không? Dạ. Ôi, con sợ luôn rồi. Đèn lên cho sáng. Dạ, đây nè. Tắt đèn hay gì? Cái đèn nè. Đây nè. Lâu rồi. Cho con coi đó. Cái kim này nó nhỏ nè. Nhỏ ha, đâu bự đâu. Dạ. Con phục cô rồi.
Hằng ngày thì với đôi mắt mình không thấy đường như vậy thì cô làm được bao nhiêu việc hả cô ha? Thì nếu mà công việc chuyên cũng được thì nó hơi hỏng bằng cái người sáng thôi. Dạ. Nó lại còn đi bán rau không vậy? Mới thì có. Sáng nào cũng đi vô bán rau đi hả? Ừ. Hằng ngày lao động của cô là may vá, nấu cơm. Dạ. Với lại đi bán rau ở ngoài chợ. Đi ngoài chợ. Dạ. Có thể gờ cô biết không? Đâu, coi hai tờ đây, hai tờ nè, thử coi. Tiền lớn là không biết. Tiền lớn không biết ha. Tại ngày xưa giờ cô chưa gặp lần nào. 700 vậy. Dạ đúng rồi. Còn coi kia. Hai chục. Dạ. Quá hay. Tại vì cái công việc này hàng ngày thì cô làm luôn được làm được hết mà. Nên là hôm nay con quay phim là cho mọi người thấy á. Rồi chị lấy dao đi, tôi lấy mớ tụi che cây giấy nè, chị chặt tới đây rồi. Để cho mặt coi để tôi nói rồi. Không tin. À, ông xã thì chồng của cô thì làm nghề gì hả cô ha? Làm thuê ha. Làm thuê. Nhà thì chỉ có một cái mảnh đất này thôi hả? Dạ. Mình đâu có đất vườn gì hả cô hả? Dạ, có khúc vườn đó. Dạ. Cô nấu cơm củi luôn hả? Củi là cái khi nào không có con bạn đi bán rau cái nó điện. Ở sao cô thấy đường đi mà cô không cần dĩnh hay vậy? Ở nhà quen. Ờ. Chứ tới nhà lạ thì phải cần chứ. Quá hay. Mặc dù là cô thì không sáng mắt nhưng mà cô lại nhà cửa thì rất là tươm tất luôn. Đó đó. Hồi không gọi cục cây nè, đó cây đây sẽ gọi nó đi. Đó mấy cây bột tư ở đây nè. Đó. Đó cục cây giấy đây. Thì canh được cái bè này thì chặt được á. Là ngày nào cô cũng làm công việc này hết hả cô? Trời. Trời. Quá tài. Mà chặt mà bằng luôn á. Bằng, cố là nó chặt. Hay. Với đôi mắt mà của mình như vậy thì cô có buồn dữ lắm không cô? Cũng buồn chứ, mà không được, cũng buồn được bỏ. Dạ. Tại chắc phải phải chịu à. Dạ. Nhà cô là mấy anh em là sáng mắt hết hả? Dạ. Cô có mấy anh em? Dạ, 9. 9 nhưng mà chỉ có mình cô thôi. Quá hay. Cây đó cây gậy đó. Chặt luôn cái gọi luôn ha. Chặt luôn cái gọi luôn. Cục cây nó không bằng. À, cục cây nó không bằng. Năm mươi mấy tuổi mà sức khỏe của cô cũng còn tốt ha. Cô đúng là vượt lên chính mình thiệt đó. Dạ được chưa cô Chính? Dạ được rồi. Rồi con thấy cô quá tài luôn. Thấy cô đang truyền cảm hứng cho rất là nhiều người khi mà xem được cái đoạn video clip như thế này á.
Tại vì không có nhiều người mà ngay cả sáng mắt thì họ cũng không làm được. Thôi để giờ chị vô xúc cả thức ăn cho vịt ăn luôn coi. Được rồi, sợ cô ấy lắm không? Không sao rồi. Tại không biết có nhớ cái chỗ thức ăn đồ là lấy không? Dạ. Nhà bên đây thì thiếu trước hộp sau nè. Dạ. Điều kiện cũng khó khăn lắm. Điều kiện cũng khó khăn lắm. Trước là cái tình thương bên ấy mới cho được đủ mấy bộ cột với mấy chèo rồi. À. Thì mới lợp cho đó nhà lá. Dạ. Mới lợp cho tình thương tình năm ấy. Vậy là cái phần khung này là của nhà tình thương. À, tình thương mới cho. Dạ. Ở đây được che bằng cái miếng bạc luôn nè. Tự dưng một lần nữa thì cô lại tiếp tục làm cái công việc mà hàng ngày mà cô thường hay làm mà mình không có dịp chứng kiến. Hôm nay thì có anh Phúc giới thiệu nên cô cứ làm cho mình với anh Phúc xem, để cho mọi người cùng xem luôn, chứ không phải là bắt cô làm này kia. Cô làm gì con với lại anh Phúc vậy, thì có buồn không cô? Không. Cô nuôi được bao nhiêu con gà con vịt nè? Được cũng mười mấy con. Quá hay. Rồi đứng ở đây đi. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Nãy giờ cô làm quá mệt mỏi. Nếu như có ước muốn trong cuộc đời thì cô có ước muốn gì không? Dạ ước muốn làm sao mà có tiền nuôi cho con ăn học, cái xây được cái nhà cửa đựng dột dạt rồi. Dạ. Nãy giờ mệt không cô? Dạ cái điện hơi cũng hay mệt. Ừ. Cô ơi, hôm nay thì con đến đây được qua sự giới thiệu của anh Phúc á. Thì con đến đây cũng như là gặp cái tài của cô và cái nghị lực sống của cô đó, thì con rất là thương và rất là trân trọng. Đặc biệt cô là truyền cảm hứng cho những cái người mà khuyết tật là giống như cô nè. Rồi giúp cho những cái cô chú anh chị đó có thêm một cái động lực sống nữa, giúp cho mình lạc quan và yêu đời hơn. Không phải ông trời lấy đi của mình tất cả, lấy đi đôi mắt thì còn lại cái tâm của mình nó lại sáng, và tay chân của mình thì lại khỏe mạnh. Con rất là nể cô. Và hôm nay thì đến đây thì con thay mặt cho chị Huệ Huỳnh ở Mỹ, con gửi cho cô 500.000 đồng. Dạ, quên đó. Phải cô phải coi, phải cô biết tiền này không? Gì nói rồi sao coi. Vậy thôi thay mặt cũng cảm ơn chị Huệ Huỳnh. Chị Huệ Huỳnh. Dạ. Cảm dạ. ơn nha, với cảm ơn cô chính giờ cũng dẫn đây là cũng có chị cũng cảm ơn nha. Dạ. Rồi thôi. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Rồi thôi. Cảm ơn anh Phúc rất nhiều luôn nha, anh Phúc nha.